Các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng rất là hứng khởi, và ngày hôm nay thì VN-Index đã tiệm cận đến con số 1.450 điểm theo rất nhiều các cái dự báo của các công ty chứng khoán. Và theo đó thì thị trường chứng khoán Việt Nam đang thu hút rất nhiều các nhà đầu tư mở mới các tài khoản quan tâm để bỏ tiền vào đầu tư vào cổ phiếu. Thế thì trong quá trình mà chúng tôi soát xét các cái báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 này của các công ty chứng khoán, thì chúng tôi nhận thấy một điều rằng là riêng số tiền gửi của các nhà đầu tư để tại công ty chứng khoán mà chưa được sử dụng lên đến con số 100.000 tỷ đồng. Và cái con số này thì nhà đầu tư để tiền trong tài khoản chứng khoán nhưng không được hưởng lãi hoặc là hưởng lãi rất rất là thấp. Thế thì ngày hôm nay tôi sẽ xin chia sẻ cái bí kíp của riêng bản thân tôi trong cái việc là chúng ta tối ưu cái dòng tiền sử dụng như thế nào để có thể đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Thì với cá nhân tôi thì bản thân tôi là một người làm kinh doanh. Hiện tại thì tôi quản lý 6 công ty, và cái luồng tiền dịch chuyển trong 6 công ty này một ngày có thể lên đến nhiều tỷ đồng. Và đồng thời tôi cũng là nhà đầu tư. Tôi có tiền trong tài khoản chứng khoán, và nhiều khi tôi cũng luân chuyển tiền của mình từ tài khoản của các công ty sang tài khoản cá nhân để có thể mua cổ phiếu. Thế thì làm thế nào tôi có thể quản lý tiền một cách tốt nhất và sinh lợi tốt nhất? Thì tôi có hai cái nguyên tắc căn bản để có thể giúp các bạn quản lý cái dòng tiền của mình. Nguyên tắc thứ nhất đó là phải đảm bảo tính thanh khoản. Tức là cho dù hoạt động kinh doanh hay hoạt động đầu tư thì khi cần chúng ta có thể có khả năng chuyển đổi thành tiền một cách dễ dàng nhất để có thể ra quyết định mua cổ phiếu nào hay là mua trái phiếu nào, hay là luân chuyển tiền trong cái việc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trả lương cho công nhân, cho nhân viên cũng như là trả tiền cho đối tác. Thì thanh khoản, luân chuyển cái tiền đó là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai đó là tiền phải luôn luôn sinh lợi. Đây là hai cái nguyên tắc căn bản nhất của tôi. Thế thì câu chuyện đặt ra đối với tôi là tôi làm thế nào để có thể thực hiện được hai cái nguyên tắc căn bản này. Thì tất cả, thưa các bạn, tất cả là nhờ cái điện thoại này thôi. Rất đơn giản, tôi có rất nhiều các cái app ngân hàng ở đây, các app công ty chứng khoán ở đây, tôi có thể luôn chuyển tiền một cách dễ dàng và đơn giản. Và hôm nay thì tôi sẽ xin giới thiệu cho các bạn một cái công cụ có thể giúp các bạn tối ưu được lợi tức. Cho dù là cái tiền mà các bạn để ở trong tài khoản chứng khoán thì bạn vẫn có thể có được cái lợi nhuận của mình, nhưng đồng thời lại có thể sẵn sàng và dễ dàng chuyển đổi cái khoản đầu tư đó thành tiền để có thể mua những cái cổ phiếu mà mình cần. Thế thì nào, VN Index hôm nay là đang ở thời điểm này đã đang đạt đâu đó khoảng độ gần 1.450 điểm rồi các bạn. Như vậy tôi có thể chốt lời một cổ phiếu. Đây, tôi làm cái giao dịch bán. Đấy, như vậy sau khi mà làm giao dịch đặt lệnh bán xong, chốt lời một cổ phiếu thì tiền về tài khoản của tôi. Thế khi tiền về tài khoản của tôi thì tôi đang phải đối mặt với một thứ, đó là tôi sẽ dùng cái dòng tiền đó như thế nào thay vì là cái tiền đó để đóng băng trong tài khoản và được hưởng lãi rất là thấp. Thì tôi có một cái công cụ ở đây, đó là có tên là công cụ iCap. Tôi vào app tên là TC Invest. Sau khi mở app TC Invest, tôi có ở góc phải tôi có một cái icon tên là iCap, và khi tôi kích vào iCap thì tôi có thể sử dụng một cái công cụ để tối ưu dòng tiền của mình một cách rất là đơn giản. Thế thì iCap là gì? iCap là một dạng chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng phát hành, và khi mà ta có tiền nhàn rỗi thì ta có thể mua cái chứng chỉ tiền gửi này một cách rất là đơn giản và thuận tiện. Này, tôi kết nối với tài khoản ngân hàng trên iCap, sau đó thì tôi kích vào tìm mua là tôi có thể mua được một cách rất dễ dàng. Thế lợi ích của iCap là gì? Đầu tiên đó là lãi suất vượt trội so với thị trường. Các bạn biết là nếu như các bạn để tiền trong tài khoản công ty chứng khoán mà chưa mua cổ phiếu, hay bạn vừa mới chốt lời xong bạn tiền bạn về, tiền có sẵn trong tài khoản chẳng hạn, thì lãi suất gần như là không đáng kể. Thế thì iCap có cái mức lãi suất 2,5% một năm tính theo ngày, hoặc là 3,6% một năm tính cho cái thời hạn là 3 tháng. Và với cái mức lãi suất vượt trội này thì mọi người nhiều khi mọi người lại nói rằng là nếu như mà muốn hưởng lãi suất cao thì không dễ dàng chuyển đổi thành tiền. Nhưng không, với chứng chỉ tiền gửi iCap thì tôi có thể đảm bảo thanh khoản một cách tức thời, có nghĩa rằng là tôi có thể chuyển nhượng
cái chứng chỉ này khi mà tôi có nhu cầu chuyển đổi thành tiền một cách rất dễ dàng. Và khi tôi chuyển nhượng thì cái mức lãi suất của tôi được hưởng, các bạn thấy rồi, theo ngày. Đó, tức là ngày nào tôi cũng có thể chuyển được. Ít nhất tôi được hưởng mức lãi suất là 2,5% một năm thay vì chỉ lãi suất là 0% hoặc 0, mấy phần trăm không đáng kể. Thì đấy là cái lợi thế mà tôi nghĩ rằng là vừa giúp tôi vừa đảm bảo được lợi tức của bất kỳ một đồng tiền nào ở trong tài khoản của tôi, và đồng thời vẫn đảm bảo cho tôi có khả năng sử dụng tiền một cách tức thời để mua các cái cổ phiếu mà tôi yêu thích. Và cái lợi thế đó nó đến từ đâu? Đây là cái ưu điểm thứ ba của sản phẩm iCap, đó là nhờ ứng dụng công nghệ tôi có thể sử dụng công cụ giao dịch trực tuyến một cách rất đơn giản. Đây các bạn thấy trên app của TC Invest một cách dễ dàng mà tôi hoàn toàn không phải đến quầy. Có nghĩa rằng là tôi có thể ngồi đây bấm trên màn hình điện thoại và thực hiện cái giao dịch đầu tư tối ưu cái dòng tiền của mình. Và nhờ công nghệ thì tôi có thể tối ưu được mức sinh lời trên một đồng vốn, bất kỳ một đồng tiền nào trong tài khoản của tôi. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ rất hy vọng rằng là đã sẽ mang lại cho các bạn các cái thông tin hữu ích về những cái công cụ trên thị trường để có thể giúp các bạn đầu tư một cách tốt hơn, cũng như là tối ưu cái lợi tức dòng tiền mà vẫn đảm bảo thanh khoản trên các cái tài khoản của mình.